bận tượng bá đó đang bận ấy. Chết mày, chết mày, chết mày. Ui 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 ngầu ngầu. Khúc này phải hai like nha. Yo, chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh của mình. Tiếp theo thì mình vẫn sẽ tiếp tục chơi tự game Far Cry 3 series Far Cry này. Thì ở tập này thì mình sẽ đi nói chuyện với Buck. Cái thằng mà thằng nhân vật mình nó kêu là Buck giống như là Buck vậy. Liên tưởng tào lao thiệt chứ. Cái này loot được không? Tôi thấy chớp chớp nè. Quậy dưới đâu? Cửa đây hả? Cái ba này chơi ma túy quá đà nè. Đây, Buck đây. You're Buck. Well, it's not my birthday. She must be Christmas. Chắc chắn là Buck rồi. I'm here for my friend, Keith. Sorry, it doesn't ring a bell. You bought him from Hoyt. Trời má, nó cầm nguyên khẩu lục Desert Eagle phía sau lưng. He said his name was... Cái quê vậy? You're hysterical. All right, then. Let's get down to brass tacks. You must be Jason Brody. Look, I just want Keith. Jason. We're not all savages here. We're just businessmen, responsible capitalists. I've got something that you want, right? Trời, con dế nó bò ngang qua kìa. Something that I want. And what the hell is that? Temper, Jace. Be careful. If you do me in, you'll never get him back. Find this for me. You score that, and you and I are even, Stephen. Keith goes with you. Bring me what has been lost. Cái con dao mà si cha kêu mình hả? Ấy, con dao mà si cha đưa mình hay là mình thấy ta? Well, history in this and you and Keith 4 hours you squeeze together. That's my fucking fee, right? Where is it? It's straight under. He knew where it was. Vasi got the wanker's boat, research he was doing on some Chinese treasure, and his crew. Do you know what else he got? The knife? No, the knife. It's location. You're Keith back. Get on the goddamn boat. Find out where the artifact's buried before someone else nicks it. I'm on your bike. Fuck off. Thằng này nói chuyện mất dạy quá. Tức là bây giờ là thằng này, mình nó muốn là thằng này cho cái địa tiết lộ cái vị trí của Kate. Hay là cho mình biết gặp Kate gì đó. Nhưng mà thằng này nói là bây giờ muốn gặp Kate á thì phải tìm cái vị trí của con dao này nằm ở đâu. Bây giờ con dao này nằm ở trên cái con tàu ở ngoài biển á của thằng Vass. Vấn đề ở đây á là con tàu này á. Đây, cái bên luôn. Vấn đề ở đây con tàu này là có lính của tụi nó trên đó rồi. Vậy mình phải lên đó để tìm vị trí của ta. Không biết là lên đó là tìm để tìm vị trí thôi hay chỉ tìm vị trí thôi chứ phải con dao trên đó đâu. Tụi hải tặc nó kêu tụi hải tặc á là đứa nào cũng biết hết, nhưng mà tụi nó đang bận tượng bá đó đang bận ấy. Chết mày. Ui. Ngầu. Khúc này phải hai like nha. Khúc này ngầu. Thôi. Nhường cho mọi người. Biết ngay. Tức là tụi nó đang bận tìm một kho báu khác của tụi Trung Quốc cho nên là tụi nó không quan tâm tới cái con dao này cho lắm. Cái này con tàu này rồi. Kìa con tàu địch bên kia kìa, qua kia mà bắn. Đi vòng vòng đây thấy con tàu không bắn mấy ba. Để nữa. Ok, let's go. Về tới con tàu này. Ôi sao mình cứ thấy đồ này chán hết ta. Siêu cao hết rồi mà. Đang đi gặp cái cá mập cái cười ỉa luôn á. Nostal
Nostoja là con tàu, tay con tàu nè. Tàu này giống như là cái tàu cũ đó ta. Nhìn nó phè phè sao kiểu bị sét á. À đang bơi thì không dùng cái ảnh được. Ok, mình hứa lần này mình sẽ steal. Cái tập trước mình dùng cầm cầm cung á, ngu chết đi được. Nhìn chơi ngu đi. Ngu liên tục. Không sao, mình sẽ comeback. Vậy ta mình sẽ comeback với cây cung đó một lần nữa. Mình không tin là mình bị fail, mình chơi ngu đến vậy. Đây dùng lục đây chơi gì nhanh chóng hết hitman. Kiếm mình, tụi nó kiếm mình rồi các bạn. Đứng đây để bắn đi. Chết mẹ được, tụi nó đang kiếm mình rồi. Căng thẳng quá. Không kiếm cũng lạ, giết một đống người mà không kiếm cũng lạ. Easy. Gì cũng được. Làm sao mà khó được. Ôi trời. À mình bắn phía sau đầu nó các bạn. Nó chỉ giáp mặt trước thôi. Easy. Thấy không, thấy gọn lẹ không các bạn. Không biết cái này có gọi là steel không. À, bắn phía sau đầu thấy không. Phía sau đầu nó đâu có giáp đâu. Ok, được rồi, vào đây để tìm cái vị trí. Mới vào thấy luôn rồi đó. Ok, good. Mày quá, có hai thằng à. Cái này mà đông thằng nữa chứ chết quá. Ờ, đi đâu đây? Xuống đây, xuống đây. Bây giờ xuống đây nhỉ. Ba thằng chắc xỉu luôn á. May mắn thiệt. Rồi, gì mà... mình phải nên sử dụng súng lục á, nhìn nó chuyên nghiệp. Từ gà đạn nữa. Không mình có phải máy là bắn êm thiệt luôn á. Easy. Mình quen bắn nhắm ngay đầu rồi. Trời, ngờ anh em. Easy. I bet the location of that knife's on this computer. Hacker đồ, trời bấm liên tục luôn quá, nhìn ảo thiệt đấy.
compass must be important. Maybe it'll lead to the knife. Cái này cái gì vậy? Cái chảo à? Hurry up, you piece of crap. Ok. Rồi bị báo. Chết mẹ, có bom chảy. Mô Phật. Rồi chim cút, chim cút. Chạy đi, chạy đi, chim cút. Rồi. Get out. Trời ơi, dậy đi ba, còn mơ màng nữa. May là mình mới lên lên nâng cấp cái ấy, nâng cấp cái bơi ấy, lộn, lặn lâu á. Ok, an toàn rồi. Phải được cái này là an toàn rồi. Tức là nó sẽ không chìm nữa. Từ từ, rối quá, nhìn chỗ mặt quá. Rồi xì bên này. Ôi trời ơi luôn. Trời ơi, lo mà chạy đi má, còn đứng đây giết nữa. Nè, tác hại có việc nhiều chuyện nè. Chạy chung là vui rồi. Mình có phải thở không ta? Phải thở đi. Thì mình biết là mình ở lâu đó. Nè, bể rồi. Mạnh dữ. Trong nước đập mấy cái. Trong nước đập mấy cái mà bể kính là giỏi lắm luôn, là mạnh lắm luôn các bạn. Không lẽ kính tàu cho nên nó làm mấy cái kính tàu lao đúng không? Ít nhất có phải kính cường lực. Chừng là kiếm cường lực các bạn chắc kiếm chút đạn luôn á. Thì nó mới giữ được cái tàu chứ. Oh, anh Phất. Hey you, anh Phất. Chào anh Phất. Nhìn mặt thấy bad girl, bad boy rồi. Nhìn anh là biết đi gạ mấy em gái nhỏ rồi. Xin chào anh Phất. Come on. Here you go. On my project, it wasn't on the boat. Oh, Jason, Keith is going to be very disappointed. He looked uncomfortable last I saw him. Why are you? Thằng này bắt cóc. Thằng này. Hình như thằng này đang nuôi con Kay. Did you happen to find a compass? Excellent, very good. Research says follow the compass. Thanks for your help. Anytime. Now, you can handle being on your own, Sam. Keith needs me. All right? Toodles. Để cái súng với sở đích nên thấy mất ghét không? Con dao... Đáng dao cổ của Sicha mà đúng không? Lại nói chuyện với bất tiếp. Bắn ba viên hoặc là bắn ấy. Thôi heo kìa, heo chạy kìa, đi em. Nè, một sẹo vô mông nha. Sẹo này là để nhớ thấy anh đó. Jason, don't get your knickers in a twist. I'm not playing the bloody game you are. I'm just a spectator here. I expect a good show, eh? Get out of the way. Well, no, not before we give you a history lesson. You ready for this? Listen to this now. Imagine, consider if you will, this monumental testament to irony. The bloody chaps, right? They form a special unit of, you know, to try and find like lost treasure and riches to feed their empire. But the wankers don't realize that this, they're building a bloody thing right over the fucking stuff they're looking for. Come on, ask me. What are they looking for? Fuck. No. I should cane you for that. I really should. But you know what I won't? I'll cane Keith instead.
Thereafter, the Chow fucking Yang. This flagship used to belong to this famous Chinese general called Zheng He. That bloody thing. He just fucking disappeared. With tons of riches on it, including, yeah, my fucking knife. That's it. Look after yourself, eh? History lesson's over. Okay. I'm gonna kill that motherfucker. Tất nhiên phải giết con chó này rồi, má này nhây quá. Bắt cóc cái con nhỏ kia, giấu con nhỏ cái cây của mình, xong nó bắt mình đi kiếm cái đồ vật cho nó mà không giết mới lạ. Ok, và hầm trường của tụi Nhật. Nó kêu là cái hầm này được tụi Nhật xây để trước kho báu. Trời men. Đùa. Nguyên quả bom trong này hả? Để có phải quả bom không? They really wrecked this place. Nên nó có điên rồi. Ôi giời ơi, thua. Này thì rắn hả mày? Rắn hay chuột? Chuột. Nghe tiếng tưởng rắn không à? Hình như không phải các bạn, như cái đó là không phải quả bom. Bình thường thôi, chứ không phải quả bom. Người ta đang nhìn khá gì quả bom đâu. À, không phải, cái này cấu trúc vậy thôi. Rồi chui qua đây, chú phải lặn xuống. Đi tù có nguyên khu căn cứ trong cái này luôn. Mình rất thích chơi mấy cái kiểu game vậy nha. Mình cù mấy kiểu game vậy á. Tìm đối vào hang động, mình chưa phải hang động. Leo lên chỗ nào trời? Cái chết từ bên dưới. Chuẩn luôn. Ngầu. Ngầu các bạn, ngầu. Được, ngầu thiệt. Ngầu. Quá ngầu. Cái này mới ngầu hơn nữa nè. Ngầu. Trời ơi. Hitman. Ôi giời ơi luôn. Ngày đại đã. Rồi bây giờ mình thử cầm súng tục như là Hitman thử coi. Thôi. Mất công fail nhiệm vụ phải làm lại từ đầu nữa. Sẽ có một tập mình sẽ chỉ cầm lục xong đi giết người. Lại tiếp tục là steal. Và tất nhiên mình biết là mình không steal được rồi. Để có bao giờ steal được đâu. Easy. Trời má, đông vậy. Trời đù, súng này nhanh vậy. Gọn thiệt luôn á. Gì đây? À, thuốc nổ thôi mà. Trời. Súng này diệt gọn thiệt luôn. Cứ nhắm vô đầu bắn. Mà mình nghĩ nếu như mà mình chọn cái nhắm khác thì còn xịn hơn á. Có thịt khỉ không? Có thịt khỉ thiệt. Không, lấy da thôi à. Thôi gọi thịt khỉ. Đó, em rắn đầu tiên. Mày bắn cắn tao. Ok, clear. Em khỉ này chết rồi. Biết ngay. Ủa, sao chết cho rồi? Ủa, cái này quen vậy? Ôi giời ơi, trời ơi, đi ngược đường. Đi lộn đường. Chết này, nhảy xuống đây rồi.
Cá sấu hả? Lần đầu thấy cá sấu luôn á. Mày hả mày? Đâu? Chỉ là da thôi. Có những con mà nó không đặt chân, không cái da nó không có chức năng để làm đồ á thì sẽ gọi là da thì phải. Okay, Jason, channel Indy. Ồ, vậy? Hồi xưa tụi Nhật nó ngầu vậy? Ngầu các bạn, quá trời ngầu luôn. Lùi xuống đây. Ôi trời ơi luôn. Ủa, không phải giới thích của người Trung Quốc hả? Ủa, của tụi Trung Quốc chứ không phải tụi Nhật. Cái này có từ Trung Quốc đúng luôn, chuẩn. Trời ơi, cái hang mà tụi nó xây vậy hả? Cái đầu tư khủng khiếp thiệt. À, xong. Tưởng tập rồi chứ. Đầu tư đỉnh thiệt các bạn. À, làm sao? Nói sao? Nói sao trời? Cái gì đây? Chớp chớp là ẩn, đúng luôn. Có cọng khác. Ngầu ha. Trời, ngầu khiếp. Gì man? Gì mở được phân nửa vậy? Bên này còn này. Phải bắn vô vậy. Rồi sao nữa? That pole looks rotten. Nước tràn ra. À, hiểu rồi. Mở cái mấy cửa này ra xong đập mấy cái gậy chống á cho nước tràn vô. Đó, xong rồi mình bơi qua đây mình sẽ bắn tiếp xong rồi nó tràn vô lên trên kia. Trời ơi quá hay luôn Tiến ơi. Công nhận mấy game này dùng não thiệt quá. Hay, game hay, mình công nhận game hay thiệt. Ai mà không để ý á, chơi mấy game này ai không để ý là coi như stealth. Gì đây? Cái kia là cái đấy chả còn cái này cái vị chảo à. Kiến trúc Trung Hoa đẹp quá các bạn. Rồi nó làm mấy cổ cổ nhìn đẹp ghê luôn á. Nguyên con tàu hả? Giờ nó nguyên con tàu trong này luôn. Nói vậy? Okay, nice and slow. Ôi dồi ôi, đẹp vậy. Người game này đầu tư khiếp á. Chục năm trước mà giờ là quá hay. How do you keep finding me? I know. Well, you're leaving a trail of human breadcrumbs, mate. Helen fucking Keller could keep up with you. Not that I mind the body count. You coming up? Come on, give us a hand. I don't have your knife, all right? No. Jason, that's not all right. It's just a little fucking knife that I asked you to get me, but you're too bloody incompetent, too fucking lazy to get it for me. Too busy playing games, aren't you? Well, fine. Từ ba, cái phải do mình đâu, tại nó không có đó mà. Tính ra ông chỉ chửi cho mình kiếm không ra, không chửi. I bet it fits on the compass. Well, I don't know, go on, stick it in then. No. Nhắn vô có led luôn. My heart's a flutter in anticipation. I'll see you around, Jace.
You know where I'm supposed to go, don't you? Oh, mate. Just know where you're headed. Muốn gì thì phải kiên nhẫn chứ anh trai, anh trai gì đâu mà. Ok. Mình bắt đầu thích mấy cái nhiệm vụ này các bạn, nhìn nó hào hùng quá. Nó to khiếp luôn. Ủa mà hồi nãy mình từ đâu mà kéo mình lên vậy? Đâu đây hả? Có cái hổ gì đâu mà kéo mình lên. Các anh tài bên kia giết người kìa. Hay lắm. Ok, mình vừa cứu nó. Trời, băng mình đụng đội với tụi này. Tụi này buông báo xong bắn bể báo, báo ra báo giết hết trơn luôn. Ủa? Mấy chi trời, full rồi. Easy, thấy chưa? Cảm ơn tôi đi. Tôi vừa cứu anh một mạng đó. Ok. Nhìn qua đây gặp bất tiếp. Nhưng mà từ từ đi. Bên này còn một cái ấy chưa mở. Để mở này ra nè. Làm nhiệm vụ này đó. Đêm vinh quang. Nói chung là nhiệm vụ giết thằng Trương Huy bằng dao vậy thôi, không có gì đặc biệt cả. Lần này sẽ chỉ sử dụng súng lục thôi. Thì sự ngầu lợi không biết bánh xe không ta. Ồ, cái bánh xe hay. Mình có nhiều, tại vì kênh cũng mới lập á, cho nên là mình có rất là nhiều dự định để làm các series. Ví dụ như là hiện tại mình đang có dự định làm full series Far Cry nè, full series Call of Duty nè. Nên là mình mới chơi lại từ đầu mấy cái tựa game đầu tiên như vậy. Rồi mình cũng có cái dự định là làm Red Dead Redemption nè, rồi GTA nè, GTA á, nhưng mà chắc mình chỉ chơi GTA Vice City thôi. Chứ GTA trước cái GTA tan thì nó hơi nhiều, nó làm nhiệm vụ hơi nhiều, với lại nói chung mình thấy game nó hay, nhưng mà chỉ có điều là hơi nhiều thôi. Nghe trời ơi, cứ tưởng là thích đau cũng được. Bấm vô rồi chết luôn, trời ơi. Tại sao mình bắn cái thằng kia mà không, cái thằng đầu tiên mình bắn á, sao nó lại hụt được trời. Nên là mình sẽ dự tính nói chung là có rất là nhiều dự tính, tại vì kênh cũng mới lập á, chả chơi game được gì nhiều. Cái này mình hụt nữa thôi luôn á. Đó, các bạn thấy không? Easy. Còn thằng này thì cứ xác định bắn bay cái mũ thôi. Đấy, châu thì châu, nhưng mà chỉ cần là bắn vào cái điểm yếu đó là auto win. Ok, thì chắc cái tập này cũng khá dài rồi ha. Thì cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Nếu hay thì hãy cho mình một like và subscribe. Và nhớ để lại một lời ý kiến cũng như là
đóng góp để mình có thể phát triển kênh được tốt hơn. Để ngay dưới phần comment của video. Ok, cảm ơn các bạn. Bye bye.